Vâng, đây ạ. Có nhiều bác dặn đây. Lúc nào có những đôi loa chất, đôi loa hay. Riêng những dòng loa này thì không có lý do gì mà không hay đấy. Clip này em Tuấn gửi đến các bác đôi loa. Con này loa gì nhỉ? Loa kép. Ê căng còn nguyên nhé. Ê căng còn nguyên. Đến hết. Con loa kép này còn có. Con loa kép này được thiết kế lỗ thông hơi đây. Đây một lỗ thông hơi này. Đấy, con này con kép Q65. Kép Q65. Công suất max 200W. Đây. Kép audio nha. Made in England. Con này rất là nặng, thùng vách cực kỳ nặng luôn. Mà nói tóm lại là các bác chơi đôi loa này thì chả khỏi phải hỏi nữa. Quá đẳng cấp. À, được thiết kế với lại một loa bát bầu dục. Bát bầu dục. Một con chung, một con tép đồng trục bên trong, tép đồng trục nằm bên trong. Con này có kích thước chiều sâu cả e căng nó ở gần tầm 28 gần 30, chiều ngang này tầm 21 22. Chưa. Chiều cao thì là 1 2 3. Chiều cao 90. Sau đây mà cho bác nhìn này. Lo bãi mà như thế này các bác. Chắc là chả có câu nào để chê nữa. Không có câu nào chê đâu ạ. Tóm lại có nhiều bác thì cứ đi tìm hết loa nọ loa kia, nhưng các bác đã chơi sành thì bác cứ loa Anh Quốc em bác phang theo em. Còn mỗi người có thích một kiểu, nhưng đã là loa Anh Quốc thì nó nghe được nhiều thể loại nhạc. Nhá. Loa Anh Quốc nghe rất nhiều thể loại nhạc. Con này còn nguyên nhé, còn mùi zin nguyên, còn cả bọc từ nguyên luôn bác. Bọc từ nguyên luôn nhé. Đặc biệt là dòng loa Anh Quốc này họ hay làm côn cao, côn hở. Nên là do vậy họ bác có nghe nhạc cả ngày, nó mát đấy. Bởi vì là khi nghe nhiều cái côn nó thò thụt nhiều, nó sẽ tạo ma sát, nó thò thụt nhiều, nó không chạm đâu, tạo ma sát nhưng nó sẽ nóng. Nóng nhưng mà khi họ làm côn hở cao này nó rất là mát. Nên là các bác có thể nghe nhạc quanh năm ngoài tháng. Đấy, đặc biệt là dòng này. Nha, còn zin luôn, có bọc từ riêng hết, bọc từ chống nhiễu hết, còn nguyên luôn. Đây là con bát. Bát, đấy, giờ bát bầu dục. Sang này là con này là con trung, và giữa là con tép đồng trục này. Đấy. Nha. Đấy, bác nhìn chưa? Đấy, bác nhìn không? Tại sao tép với trung nó nhiều như này? Bác nhìn này. Đây nhá. Tép này, đây là con đường bát này. Còn có cái con đường mà nó luồn ra sau này, có nhìn này. Đây này, đây là con đường chung này. Có nhìn chưa? Đấy, à có tép này, tép nó chạy trong. Có bát miếng ngoài là chung. Đấy. Chung đây, bên trong tép đấy. Đừng hỏi có hay không ạ. Đôi này à, mức giá 9 triệu 900 nghìn. Những đôi như này thì em báo các bác là cách năm ngoái hoặc đầu năm ngoái, năm kia, năm kia toàn 12, 13 triệu trở lên. Có những thời điểm 15, 16 triệu. Các bác cứ xem search trên Google hoặc chắc các trang đều còn báo giá các năm của anh em mà, kể cả bài của em cũng còn chứ không nhất thiết phải riêng anh. Mà đôi này nó đẹp xuất sắc này. Đôi này mức giá 9 triệu 900 nghìn nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Dòng này các bác đánh với là đốt theo hoặc một số dòng âm đi Lukman, Tuner, ok hết. Rồi, chào các bác.